Đến hơn 21 giờ ngày 14 tháng 10, Công an thành phố Di An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ một người chết cháy trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một người dân phát hiện một thi thể tại bãi đất trống trên quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Người này hô hoán cho mọi người xung quanh và trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường, thi thể là nam giới trong tình trạng bị cháy đen, chân có buộc dây kẽm. Cạnh đó là một chiếc xe máy. Danh tính người chết được xác định là ông Trần Quốc P, sinh năm 1959, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Được biết, nạn nhân mới từ nước ngoài về trước đó một ngày. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.